Hello các bạn nha. Thì mình là Nguyễn Ẩn Châu đây. Và xin chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì mình đã lập ra kênh YouTube nhưng mà Mình lại bị chết kênh. Bởi vì là có một số ấy, bài nhạc mình chèn trong đấy là mình quên mất, mình chưa ghi cái bản quyền ở trong đấy. Hôm nay thì mình đã làm lại kênh rồi, mình đăng một số video lên nhà kênh và các bạn có thể tham khảo. Và nữa là bạn nào muốn có nhu cầu về phần mềm này, phần mềm karaoke, BBC, hoặc là các bạn thích nghịch tin học thì các bạn hãy cứ comment ở dưới kênh thì mình sẽ làm tất cả cho các bạn luôn. Và hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn một video về hướng dẫn các bạn cách để convert ổ cứng từ cái chuẩn MBR sang GPT. Có nghĩa là chuẩn MBR thì nó sẽ chỉ chạy lên Legacy, và chuẩn GPT thì nó sẽ chạy UEFI. Và về chuẩn MBR và GPT thì mình sẽ có một cái video khác để nói rõ hơn cho các bạn về chuẩn MBR và GPT. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách, chỉ có cách là convert từ cái chuẩn MBR là chuẩn cho ổ cứng chạy, với cái chuẩn gọi là Legacy là chuẩn cũ, và convert sang lại chuẩn GPT là chuẩn mới, là chuẩn GPT là chạy được trên UEFI. Thì trời đi. Thì hôm nay thì trong video này mình sẽ sử dụng một cái ổ cứng của hãng Hitachi. Mình sẽ sử dụng ổ cứng của hãng Hitachi này để convert từ MBR sang GPT. Thì ổ cứng này mình đang để ở chế độ là MBR. Và mình sẽ nói sơ qua các bạn về chuẩn MBR và GPT. Chuẩn MBR thì dung lượng tối đa của nó là dung lượng lưu trữ tối đa của nó chỉ vào khoảng 1 terabyte, 2 terabyte gì đó, mình không nhớ lắm, chỉ khoảng là 1-2 terabyte thôi. Nhưng mà chuẩn GPT ấy, thì nó sẽ cho phép ổ cứng này của bạn một ổ cứng 100T. Mình chưa nói đến là petabyte nhá. Cái chuẩn GPT nó có thể lưu trữ đến cả 300.000 terabyte. Thì nếu mà bạn có một ổ cứng 100 terabyte nhưng mà bạn không muốn chia phân vùng ra, thì nếu mà bạn sử dụng chuẩn MBR thì bạn sẽ phải là lấy 100 chia cho lại 2, 100 chia cho lại 1 thì bạn sẽ cần phải chia ra 100 phân vùng, hoặc là 100 chia 2 thì bạn sẽ phải chia ra 50 phân vùng nếu với chuẩn MBR. Hoặc nhưng mà với chuẩn GPT thì bạn có thể dùng nguyên cả một ổ này, bạn lưu trữ vào, bạn không cần chia phân vùng ra, bạn chuẩn GPT vẫn có thể chạy được. Thì đây là chiếc ổ Hitachi HDD của mình. Hitachi HDD có số băng quay là 5400 rpm và dung lượng 80GB, điện áp tiêu thụ chuẩn SATA, điện áp tiêu thụ là 5V, 70 MW sao các bạn, 700 MW. Và ổ này thì sản xuất Thái Lan và từ năm 2008. Thì cái ổ này là mình lấy từ cái máy cũ của bố mình. Thì máy 2008 thì ổ cứng SSD 2008 thì phải những cái máy kiểu cao cấp thì mới có thôi. Còn những cái máy kiểu là đồ họa bình thường này thì sẽ không có. Thì đây là cái ổ cứng này là cái máy của bố mình là mua là hồi đấy 10 triệu vào năm 2008. Và chạy CPU là mình sẽ nói sơ qua cái máy đấy.
là máy đấy chạy CPU Intel Core. À không phải, không có Intel Core đâu các bạn, Intel Xeon 540, M540. Các bạn để tra lên Google, hoặc đây các bạn muốn mình tra thì mình sẽ tra, nhưng mà thôi để video sau. Tiếp theo là RAM, thì RAM lúc đầu mua mới chỉ có 512MB thôi, mà bố mình làm đồ họa 512MB thì không được nhiều lắm, cho nên là bố mình đã nâng cấp lên 1GB RAM, nghĩa là 2 thanh 512MB. Tiếp theo là ổ cứng này, ổ cứng này là ổ cứng HDD thôi, ổ cứng thường, ổ cứng HDD ấy, chứ không có gì mà ghê gớm lắm đâu. Và chỉ có 80GB và số vòng quay 5400 RPM và chuẩn 2.5. chuẩn 2.5 hồi đấy thì mà với số vòng quay là 5400 RPM thì mình nghĩ rằng là nó là cái thuộc dạng rất là xịn rồi. 5400 RPM với cái ổ mà chỉ có 2.5 inch mà lại ở trên laptop thì rất là xịn. Và mình mới hiểu ra là mình không thể tin nổi luôn, là cái đồ họa của mấy bố mình ấy mua từ năm 2008 mà còn mạnh hơn cả cái máy này mình đang livestream. Ai, mình xin lỗi, mình đang quay video này, mình thì kinh khủng lắm. Nhưng mà rất tiếc là máy đấy không có webcam, nó chỉ là một điểm yếu thôi. Và máy đấy là cái ổ cứng này lúc đầu mua về bố mình ấy chạy Windows XP, xong rồi khi mà có Windows Vista ấy, nhưng nó thật các bạn, mình không hiểu tại sao bố mình lại làm như thế vậy cả. Khi có Windows Vista, bố mình nâng lên xong rồi lại xuống, và với một lý do thì không, những người mà mong muốn sử dụng Windows Vista hồi đấy không thể hiểu nổi, chính là Windows Vista không quen. Mà rõ ràng máy này vẫn, máy của bố mình vẫn có thể chạy được Windows Vista mà chạy hẳn giao diện Arduino trong suốt luôn. Mình không đùa, thật luôn, không đùa các bạn một tí nào luôn. Kể cả Windows 7 cũng chạy giao diện Arduino trong suốt. Và cài được Office 2010 ở trên Windows Vista thì giao diện thì nó yêu cầu rất là kinh khủng mà máy bố mình mới chạy được, thì chứng tỏ máy bố mình là một loại đồ họa cao cấp nhưng mà giá lại bình thường. Đấy, thế thôi, bây giờ thì không lòng hoàng nữa, mình sẽ đi chi tiết vào và mình sẽ hướng dẫn các bạn convert từ cái chuẩn MRL là chuẩn Legacy sang cái chuẩn ổ cứng GPT là UEFI nhá. Bạn chờ mình tí thì mình lắp cái này vào cái bộ convert từ USB sang lại SATA. Ấy, bạn chờ mình tí. Đây, thì đây là giao diện desktop của mình. Thì mình chưa cắm ổ vào đâu, bạn chờ mình tí. Đây, thì mình đã cắm cái ổ cứng của mình vào. Thì mình đang có linh đã cắm mình cái ổ cứng của mình vào. Thì mình đang có phần mềm diệt virus, thì mình cứ cắm cái ổ kiểu USB vào thì nó, mình cứ cắm cái ổ kiểu USB vào thì nó phi vào, nó quét ngay các bạn. Nó phi vào nó quét ngay luôn. Đây, không có virus. Đây thì virus, cái ổ này mình sẽ sâu cho các bạn. Đây chính là cái ổ data E này. Đây chính là cái ổ của mình. Đây là đây mình đang cắm ở cái là đây mình đang cắm ở cái bốc con ổ cứng 2.5 sang bốc con ổ cứng 2.5 sang USB, thì đây là bóc sang USB Crontex SSI Crontex SSI Display, thì mình sẽ đây, thì mình sẽ bạn xem. Các bạn
vì các bạn thông cảm là nếu mà mình vì các bạn mình thông cảm là nếu mà mình đang chạy cái phần mềm mình đang chạy cái phần mềm OBS Studio để quay màn hình thì OBS Studio để quay màn hình thì bởi vì máy mình các bạn hình thông cảm cho mình nên là bởi vì máy mình cấu hình nó sẽ chậm một tí, chạy nó sẽ chậm một tí. Các bạn mình cũng không mong các bạn donate cho mình mà mình không mong các bạn donate cho vì mình là máy mình nâng cấp nếu mà nâng cấp CPU là chỉ nâng cấp mình full nhất nếu mà là đến nâng cấp CPU chỉ Intel Core i7 5600U Intel Core i7 5600U chỉ nâng cấp cho dòng U thôi, nó không nó chỉ nâng cấp cho dòng U thôi nó chỉ nâng cấp cho dòng U đến thế thôi. Nhưng mà có một số lúc nhưng mà có một số lúc thấy là trong CPU gen ấy những cái thấy là trong CPU gen ba thế thì sáu ấy CPU 16 trên ba thế thì sáu ấy với trang chủ trên của Intel thì trang chủ của socket 136 nhưng mà BGA nhưng mà xem trên nhưng mà BGA gồm một số ảnh xem trên nhưng mà mình xem trên Google một số ảnh chụp màn hình của CPU chụp màn hình của cái phần mềm CPU cho màn hình của kiểm tra phần mềm phần cứng mềm CPU nó lại hiện số kiểm tra phần mềm phần cứng ấy 68 mega kết một một kết của máy mình 68 mega 68 mega số kết của máy mình cũng 68 mega mà lại kia thế thế sáu đây là thế tư khác nhau hoàn toàn mà thế thứ sáu là dùng khác nhau hoàn toàn D là ba một thứ RAM là 4 D là ba một thứ RAM là 4 nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đấy đi mình sẽ nói sau thôi bỏ qua chuyện đấy đi đây thì sẽ nói sau cái ổ đây thì đang đây ở chuẩn mới R của mình vừa cắm vào xong đang ở chuẩn mới R của mình vừa cắm vào xong phục mình đi đây phục mình đi đây này. Đây là ổ này của mình đang bể đây là ổ này của mình, đang bể 80 gb ổ này của mình chỉ nhận như này thôi 80 gb ổ này đang chỉ nhận như này thôi size có nghĩa là ổ này ở cái chuẩn gọi là must boot record ổ này ở cái chuẩn gọi là must boot record thì nó sẽ khác cái chuẩn cái ổ cứng MR thì nó sẽ khác cái chuẩn SSD cứng mình đang dùng mình SSD mình đang dùng ấy đây thì boot cái ổ này đây thì ổ HDD này của mình nó đang ở chuẩn ổ HDD này của mình nó đang ở bên này thì master boot nó đang ở bên này bên này của mình đang ở chuẩn này nó đang ở bên này GPID patch cable GPID patch cable GPID bên này đang ở bên này chuẩn legacy chuẩn UEFI hôm nay mình sẽ dẫn các bạn convert luôn cái thì hôm nay mình sẽ convert luôn cái ổ cứng bên này này sang cái chuẩn ổ cứng bên này luôn này sang cái chuẩn như cái ổ cứng bên này luôn. Ô các bạn ơi có vấn đề rồi các bạn đây vấn đề rồi các bạn thì mình phải tắt cái đấy trước đây mình mở cái mình phải tắt cái đấy trước mình mở cái đấy sau nhưng mà tắt cái đấy trước mình mở cái đấy sau nhưng mà mình tắt cái đấy trước được rồi thì cái phần mềm đây mình sẽ dùng cái phần mềm thì cái phần mềm Wizard mình sẽ dùng cái phần mềm Postman Wizard mini Postman Wizard các bạn 12 Postman Wizard hai bảng này thì 12 nó rắc sẵn hai bảng này thì nó rắc sẵn bảng này thì các bạn không cần phải tải đâu bản này thì các bạn không cần phải tải đâu hết nó là free thôi các bạn nhìn nó là free thôi các bạn nhìn nó free nhưng mà mình vẫn thể sử dụng free nhưng mà tính năng này mình vẫn thể sử dụng thì cái bản này là đang là nó ở trên thì cái bản này là đang là nó không phải trên cái bộ cứu hộ ampe cái bản không phải mini tumac của Wizard này cái bản nó ở trên mini tumac bộ cứu hộ anh DVD đấy nó ở trên cái bộ cứu anh DVD đấy cái video về cái bộ cứu anh DVD mình đã làm rồi nhưng mà cái bộ cứu anh DVD mình đã làm rồi nhưng mà cái video ấy mình ở trên cái đường nó ở lâu cái video ấy mình có khi mình xóa video đi ở lâu trong máy mình cho nên là xóa video rồi đi rồi sau khi cho nên là sau khi làm video này thì mình sẽ sau khi làm video này thì mình sẽ chuẩn MR video về PT nó khác gì nhau chuẩn và MR gặp PT nó khác gì nhau và lại cách mà lấy cái phần mềm này cái phần mềm này mà lấy cái phần mềm này lên tải cái phần mềm này mình sẽ cho các bạn lên tải nó một bản cái nó khác một bản có tác rồi nó một bản cái nó khác nhưng mà nó cũng giống na ná này nó cũng là bản nhưng mà nó cũng giống na ná hiện tại thì cái bản 12.3 này hiện tại bản 15.2 này hay là đảm bảo 15.2 15 nhưng mà mình vẫn dùng bản này cũng không rồi dùng bản này nó vẫn dùng bản này vì là dùng bản này nó làm cho cơ virus
Nhưng mà bản kia này nó đang chỉ có virus là phần mềm này. Nhưng mà bản kia này nó cắt Sky là phần mềm này. Phần mềm kêu virus lên này đây, mình còn 6 ngày ư? Kêu virus lên thôi không sao, còn 6 ngày ư? 6 ngày thôi không sao, mình sẽ lại xóa đi xong mình sẽ lại cài lại xong rồi mình xóa đi xong rồi mình cài lại xong rồi mình thử 30 ngày của nó. Hoạt cái phiên bản thử 30 ngày của nó. Đấy. Rồi, dùng thử các bạn. Dùng thử các bạn. Thì đây, trong giao diện phần mềm này thì đây, trong giao diện phần mềm này thì các bạn chọn phân vùng. Các bạn chọn vào cái disk này, các bạn đừng chọn phân vùng bởi vì là các bạn không thể convert được mỗi phân vùng. Bởi vì là các bạn không thể convert được mỗi phân vùng cứng của bạn này. Các bạn không thể convert cái ổ C này của bạn này, phân là chuẩn GPT ổ C này. Xong rồi bạn lại phân cho ổ chuẩn GPT là chuẩn ổ này là một cái ổ này. Bạn không thể cho thế được chuẩn một cái ổ này, phải cho cả chuẩn hoặc mờ đây đây. Thì hoặc mờ nhá. Ổ cứng này thì mình sẽ không bao giờ nhá. Mình sẽ không động vào. Ổ cứng này thì không động vào chuẩn mờ GPT này. Không động vào chuẩn GPT này. Gặp những lần bởi vì mình đã gặp nhất thế giới này. Gặp những lần mà nó chịu nhất ngon thế giới này. Tại vì là ổ cứng nhất ngon. Ổ SD này vì là ổ cứng bị dạng của bạn. Ổ SD này của mình kiểu bị dạng lắm. Từ mờ sang GPT thì không sao. Còn vớt từ mờ sang GPT thì không sao. Ngược lại từ mờ luôn. GPT sang mờ lên rồi thì nó lại từ mờ GPT sang mờ lên rồi thì nó lại win rồi nó màn hình đen luôn. Không bút vào nó màn hình xanh rồi nó màn hình đen luôn. Hoặc là nó màn hình xanh. Mờ lên này của mình đây. Đây thì cái ổ HD của mình này thì mình sẽ đây ổ HD của mình thì mình sẽ trong cái phần bên tay trái này, trong cái phần bên tay trái này cái chỗ phần gọi là convert cái chỗ này. Phần gọi là chọn convert convert này thì các bạn chọn vào MBR this to GPT this MBR this to GPT this bạn ấn vào đấy bạn ấn vào đấy sẽ có một cái sau này bạn ấn vào đấy thì nó sẽ có một cái thì nó sẽ có hiện ra này thì nó sẽ có hiện mending ra này còn cái this to mending có nghĩa là cổ GPT 2 này của mình cổ GPT 2 này của mình đã đầu tiên nó sẽ GPT this to này đã đầu tiên nó sẽ GPT this to này xong nó sẽ chuyển GPT này partition một cái chuyển là phân vùng data này một cái GPT này ok nếu các bạn nhưng mà nếu các bạn chưa được các bạn nhé các bạn nhưng mà đến lúc này các bạn được các bạn nha trong những trường hợp ấy các bạn mềm này thì trong nó trường hợp rất là hay các bạn mềm này thì nó làm rất là hay ấn trong đây trường hợp mà bạn delete phần mềm này vừa mới nói xong hộp đã hậu đậu mới nói xong thì các bạn muốn hộp đã hậu đậu các bạn apply nhá muốn đây và apply nhá họ nói khuyến cáo một lần nữa họ nói khuyến cáo một lần nữa strongly recommend you có nghĩa là not strongly recommend you có nghĩa là chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả khuyên bạn đóng tất cả các đóng tất cả các ứng dụng khi trước đóng khi bạn apply ứng dụng cái khi trước khi bạn con vớt cái này nhưng mà this hai việc nó không phải this hai này nhưng mà this hai của mình nó không phải là mình cứ mình con vớt đi không sợ đâu bạn ở đây là mình cứ con vớt đi đây nó con vớt rất nhanh mặc dù kiếm chỉ có 5.100 đô rất nhanh mặc dù kiếm chỉ có 5.100 đô còn bị giảm một nửa ra cái UB nửa tốc độ nữa nhưng mà ổ cứng con được con vớt bộ nữa và bây giờ ổ cứng của mình đã con vớt chuyển thành GPT bây giờ ổ cứng của mình đã chuyển thành GPT các bạn phần mềm này ra đây thì mình sẽ thoát phần mềm này ra mình sẽ vào manager không được phần mềm ra mình sẽ vào manager list management đây list management mình sẽ chuyển đây mình chọn property và đây volume đây thì cuối cùng thì cái ổ cứng này cuối cùng thì cái bên nó này chuyển sang HD này chuẩn của mình nó chuyển GUID chuẩn GPT GPT GUID Python table đây chính là cái GPT của mình đây 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 chính là cái ổ cứng của mình đây ổ cứng có 75 có 80 GB 75 5400 GB 5400 GB các bạn và không bị mất dữ liệu các bạn nhé các bạn không bị mất dữ liệu các bạn nhé dữ liệu vẫn còn nguyên các bạn nha. Dữ liệu vẫn còn nguyên các bạn nha.
Đây mình xem mở. Đây mình xem đây. Đó, dữ liệu vẫn còn nguyên các bạn ạ. Đó, dữ liệu vẫn còn nguyên các bạn ạ. Đây, dữ liệu vẫn còn nguyên các bạn nha. Đây, dữ liệu vẫn còn nguyên các bạn nha. Đấy, vẫn dữ liệu còn nguyên. Mình sẽ mở thêm đấy, một tí. Vẫn dữ liệu còn nguyên. Mình sẽ mở thêm một tí các bạn nữa. Đây, thì... đây, thì... đây thì video nhạc thì đây thì video nhạc thì vẫn hoạt động bình thường. Mình sẽ mở thêm một số video nhạc cho bạn nữa. Mình sẽ mở thêm một số video nhạc cho bạn. Đây thì nhạc vẫn là đây thì nhạc vẫn là chạy tốt các bạn, tốt các bạn. Nhạc vẫn chạy tốt các bạn. Nhạc vẫn chạy tốt mà không có vấn đề gì hết. Nhạc vẫn chạy tốt mà không có vấn đề gì hết. Đó các bạn, dung lượng vẫn nhận, vẫn chạy đó con các bạn, dung lượng vẫn nhận, vẫn chạy các bạn đây. Các bạn đang chạy các bạn này. Các bạn đang chạy tốt này. Các bạn mà muốn nghe nhạc này thì các bạn lên lên nhạc này thì các bạn lên vốn nhạc này thì limitless không chỉ để giải trí mà nhạc này có thể không chỉ để giải trí nên nhạc này có thể cao luôn các bạn. Tên nhạc thì rất nhiều bass luôn các bạn, bass mà rất là bass luôn, bass mà cao, bass thì lại cao. Bạn chơi chặn được thì đạn dưới ao đun cho các bạn chặn được thì đạn dưới ao đun cho các bạn nhé. Vẫn được các bạn, vẫn ra được tốt luôn, vẫn được các bạn, vẫn ra được tốt luôn. Mình có file cả Windows 11 để đây, mình có file cả Windows 11 để Unity. Mình vẫn mở full folder này, mình vẫn mở bình thường, mở full folder này vẫn mở bình thường các bạn. Vẫn không có chuyện gì xảy ra các bạn nha. Vẫn không có chuyện đây, gì xảy ra các bạn nha. Lành luôn này. Đây, vẫn mở ngon lành luôn này. Đây. Vẫn mở ngon lành luôn, không có chuyện gì xảy ra. Mở ngon lành luôn, không có chuyện gì xảy ra. Vẫn nhận nguyên dung lượng như là và trước. Nó vẫn nhận nguyên dung lượng như là trước. 66.1 này. Đây. Thì đây. Thì xong các bạn. Vậy là xong các bạn. Đây thì bây giờ mình sẽ có thể đóng rồi. Đây thì bây giờ mình sẽ có thể đóng GPT này, chuyện GPT, GPT này, GPT. Video vào program để bạn. Yes, video vào program để bạn. Yes. Và như vậy thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình xin lỗi cách để mà con chuyển từ cái chuẩn MBR sang GPT trên cổ cứng của mình. Thì mình hy vọng là hôm nay mình hy vọng là với hướng dẫn này thì các bạn có thể chuyển có thể dễ dàng được chuyển từ cái ổ cứng của mình từ cái chuẩn legacy là chuẩn MBR sang chuẩn GPT, chuẩn UEFI là chuẩn ổ cứng chạy với chuẩn là GPT và không giữ mất dữ liệu. Thực ra là trước cũng có một số người là hướng dẫn là một số cách còn dễ hơn, không cần dùng phần mềm. Nhưng mà những cách đó thì nếu mà những bạn những cách đó thì mình ấy, nếu mà những bạn nào có một ổ cứng mà HDD để lưu trữ dữ liệu và một ổ cứng SSD để mà cài Windows hoặc là một ổ cứng cài Windows, một ổ cứng trữ dữ liệu thì bạn các bạn có thể dùng câu lệnh CMD, câu lệnh Command Prompt để có thể xóa được, để có thể convert được. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn nên là convert kiểu này hơn, tại vì là nó sẽ không mất dữ liệu và dữ liệu bạn hoàn toàn an toàn, không sao cả. Đây, ổ cứng này của mình đây. Dữ liệu vừa xong ấy vẫn hoàn toàn an toàn và không có bất cứ một cái gọi là dữ liệu bị hỏng luôn. Ổ cứng này của mình thì thực ra nó đã có mình nói thật với các bạn là ổ cứng này ấy heo chỉ còn 96% thôi, tại vì tự nhiên hôm qua mở cái phần mềm kiểm tra hard disk sensitive lên ấy, nó xong rồi thử quét ấy, quét bắt block ấy,
Mấy lần trước quét không bị sao cả, không không bị bắn bắt là hơn. Nhưng mà lần này đến kiểu sector 211196 ấy, 9662 ấy, thì bắt đầu là cái ổ cứng này nó có một sector là bị bắt block. Một bắt block luôn. Một bắt block. Và heo nó sẽ nó bị giảm 1% còn 96%. Thì bây giờ thì bây giờ là khoảng 7:43 rồi, 7:43 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2021 thì video của mình sẽ được tạm dừng tại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.